Xin chào các bạn và các em đã quay trở lại với kênh ông giáo Vlog. Tiếp tục với các môn học trong chương trình giáo dục phổ thông mới sách lớp 5, thầy tiếp tục hướng dẫn cho chúng ta môn toán lớp 5 tập 1 của bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Và khi xem video, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh, cũng như chia sẻ video để ủng hộ ông giáo ra những video tiếp theo. Bên cạnh đó thì chúng mình có thể nhấn chuông thông báo để nhận được những video mới nhất của ông giáo. Và bây giờ đến với môn toán của bộ sách kết nối lớp 5 thì thầy sẽ hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài số 6, cộng trừ hai phân số khác mẫu số. Vậy thì cộng trừ hai phân số khác mẫu số chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ đến với phần khám phá. Ở trong phần khám phá thì chúng mình có thể quan sát hình ảnh ở trong sách giáo khoa hoặc là quan sát hình ảnh trên màn hình. Chúng ta có thể thấy ba bạn rất là quen thuộc với chúng ta. Các bạn ấy đang dùng những cái ca và đang đổ vào bình nước. Vậy thì bạn Nam cho chúng ta biết đó là tớ đã đổ 1 phần 5 lít nước vào bình. Bạn Mai thì cho chúng ta biết tớ đã đổ 1 phần 2 lít nước vào bình. Bạn Việt thì có một băn khoăn đó là cả hai bạn đã đổ bao nhiêu phần lít nước vào bình. À vậy thì theo lời thoại của các bạn thì chúng ta có thể thấy bạn Nam đã đổ được 1 phần 5 lít nước, bạn Mai thì đổ được 1 phần 2 lít nước, còn bạn Việt thì đang còn suy nghĩ, cả hai bạn không biết là đổ bao nhiêu phần lít nước vào bình, đúng không? Vậy thì để biết được cả hai bạn đã đổ bao nhiêu phần lít nước vào bình, chúng ta sẽ làm phép tính gì? À đúng rồi, chính xác, thì chúng ta sẽ cộng số lít nước của hai bạn này lại. Cụ thể chúng mình sẽ lấy 1 phần 5 lít nước cộng với 1 phần 2 lít, đúng không? Vậy thì để cộng hai phân số khác mẫu số như 1 phần 5 cộng với 1 phần 2, chúng ta sẽ làm như thế nào? Thì bây giờ chúng mình sẽ quan sát lên màn hình để xem thầy hướng dẫn cho chúng ta nhé. Như vậy thì để tìm được cả hai bạn đổ được bao nhiêu phần lít nước vào bình, chúng ta sẽ làm phép tính cộng, đúng không? 1 phần 5 cộng với 1 phần 2. Quan sát lên phép tính cộng phân số này, chúng ta thấy khác với các phép tính cộng phân số mà lớp 4 chúng ta đã được học, đúng không? Thì chúng ta có thể thấy là 5 không chia hết cho 2, đúng không? Như vậy thì chúng ta thấy khác hẳn với các phân số ở lớp 4 chúng ta đã được học. Thì bây giờ chúng ta cũng sẽ đúng rồi, chúng mình cũng sẽ phải quy đầu, đúng không? Thì hai mẫu số đó là 5 và 2 không chia hết cho nhau. Cho nên chúng ta sẽ lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số đó là 5 nhân 2 bằng 10. Như vậy thì ở đây chúng ta thấy khác với các phần phép tính cộng phân số lần trước, đúng không? Thì chúng ta thấy một là phân số thứ nhất sẽ chia hết cho phân số thứ hai, hai là phân số thứ hai sẽ chia hết cho phân số thứ nhất. Nhưng mà ở đây thì hai phân số này không chia hết cho nhau. Thì chúng ta sẽ gì? Lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số, cụ thể đó là 5 nhân 2 bằng 10. Thì chúng ta sẽ có phân số thứ nhất của là 1 phần 5 nhân với mẫu của phân số thứ hai đó là 2. Cụ thể là 1 nhân 2 bằng 2, 5 nhân 2 bằng 10. Và chúng ta cũng làm tương tự như vậy với phân số thứ hai, sẽ là lấy 1 phần 2 nhân với 5. Lấy phân số thứ hai nhân với mẫu của phân số thứ nhất. 1 nhân 5 bằng 5, 2 nhân 5 bằng 10. Thì từ cách quy đồng này chúng ta đã thấy hai phân số cùng mẫu số là mấy? Đúng rồi, là 10. Thì bây giờ chúng ta sẽ cộng tự số lại với nhau. Cụ thể chúng ta sẽ có 1 phần 5 cộng 1 phần 2 thì bằng 2 phần 10 cộng với 5 phần 10 thì sẽ bằng 7 phần 10. Như vậy thì bạn Việt và bạn Mai đã đổ được, đúng rồi, chính xác, 7 phần 10 lít nước vào bình. Thì đây là chúng ta thấy phép cộng hai phân số khác mẫu số, đó là chúng ta phải phải quy đầu, và chúng ta lấy mẫu số chung là tích của hai mẫu số. Vậy thì bây giờ tình huống đưa ra cho chúng ta như sau: Mai và Việt ai đổ nước vào bình nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước? Vậy thì bây giờ muốn biết được là Mai và Việt thì ai đổ nước vào bình nhiều hơn và nhiều hơn bao nhiêu lít nước thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Đúng rồi, chúng ta sẽ làm phép tính trừ, đúng không?
Cụ thể chúng ta sẽ lấy 1/2 mà trừ cho 1/5. Thì quan sát lên cái phân số này, chúng ta cũng thấy là gì? À đúng rồi, 1/2 trừ đi 1/5 thì hai cái phân số này sẽ không không 5 và 2 thì không chia hết cho nhau đúng không? Tiếp tục thì chúng ta phải gì? À đúng rồi, chúng mình cũng quy đồng. Thì cách quy đồng thì cũng tương tự như lúc này. Chúng ta sẽ lấy phân số thứ nhất nhân với mẫu của phân số thứ hai sẽ là 1/2 bằng 1/2 nhân 5 thì sẽ bằng 5/10. À, phân số thứ hai là 1/5 thì chúng ta lấy 1/5 nhân với 2 thì sẽ bằng 2/10. Và ở đây thì chúng ta sẽ thực hiện phép tính trừ, đó là 1/2 trừ đi 1/5 thì bằng 5/10 trừ đi 2/10 và sẽ bằng 3/10. Như vậy thì chúng ta có thể thấy ở đây muốn cộng hoặc là trừ hai phân số khác mẫu số thì ta làm như thế nào? À đúng rồi, ta sẽ quy đồng mẫu số rồi cộng hoặc là trừ hai phân số đã quy đồng đúng không? Thì giống như lúc nãy thầy vừa hướng dẫn cho chúng ta thì cách quy đồng thì chúng ta có thể quan sát lại ở các bước phía trước. Và chúng ta cần nhớ đó là muốn cộng hoặc là trừ hai phân số khác mẫu số thì ta quy đồng mẫu số rồi cộng hoặc là trừ hai phân số đã quy đồng mẫu số đó đúng không? Quy trình cộng hai phân số khác mẫu số thì đầu tiên chúng ta sẽ phải gì? Quy đồng mẫu số và thực hiện cộng hai phân số cùng mẫu số. Ví dụ như ở đây thì chúng ta thấy 2 phần 3 mà cộng với 5 phần 7 đúng không? Thì 7 cũng không hết chia hết chỗ 3 cho nên chúng ta phải quy đồng. Thì cách quy đồng chúng ta sẽ lấy 2 phần 3 nhân với 7 và sẽ lấy 5 phần 7 nhân với 3 đúng không? Tích của hai cái mẫu số này đúng không? Thì chúng ta có thể cộng quy đồng xong thì chúng ta sẽ cộng. Bây giờ chúng ta sẽ đến với hoạt động thứ hai đó là hoạt động luyện tập thực hành. Yêu cầu đầu tiên sẽ là tính gồm có là 1/7 cộng với 1/9, 3/11 cộng với 7/12, 13/5 cộng với 7/6. Thì đây đều là những phân số khác mẫu số và các cái mẫu số ở đây thì không chia hết cho nhau. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ phải phải quy đồng đúng không? Bây giờ chúng mình hãy vận dụng kiến thức vừa rồi và quy đồng các cái phân số này. Sau đó thì quan sát lên màn hình nhé. Bây giờ chúng ta cùng chia sẻ bài làm của chúng ta cho các bạn. Đó là 1/7 cộng với 1/9 thì chúng ta sẽ quy đồng như sau. Chúng mình sẽ lấy 1/7 nhân với 9 đúng không? Như vậy sẽ là bằng 9/63 cộng với 1/9 nhân với 7 thì sẽ là bằng 7/63. Từ đây thì chúng ta thấy mẫu số chung là 63. Chỉ cần cộng tử số đó là 9 cộng 7. Như vậy sẽ bằng 16/63. Chúng ta có thể viết dài ra nhé. Chứ ở đây thì thầy muốn viết theo cột dọc như thế này cho nó vừa màn hình. 3/11 cộng với 7/12 thì chúng ta cũng làm tương tự. Thì chúng ta thấy sẽ là 3/11 cộng với 7/12 thì sẽ lấy 3/11 đúng không? À, nhân với 12 thì sẽ bằng 36/132. Và 7/12 mà nhân với 11 thì sẽ là bằng 77/132. Thì mẫu số chung sẽ là 132 thì 36 cộng với 77 thì bằng 113 trên cho 132. Tương tự như vậy, 13/5 cộng với 7/6 thì sẽ bằng 13/5 nhân với 6 thì sẽ bằng 78/30. Cộng với 7/6 nhân với 5 thì sẽ bằng 35/30. 78 cộng với 35 thì sẽ bằng 113/30. Bạn nào cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Đối với bài tập B thì chúng ta sẽ tính phép tính trừ. Bây giờ chúng mình cùng dừng video và làm bài tập này. Thì đối với 1/9 trừ 1/4 trừ đi 1/9 thì chúng ta cũng phải quy đồng, đúng không? Như vậy chúng ta sẽ lấy phân số 1/4 mà nhân với 9 thì sẽ bằng 9/36. 1/9 nhân với 4 thì chúng ta thấy là sẽ bằng 4/36. Và lấy 9 trừ đi 4 thì bằng 5/36. Còn ở đây thì 2/5 trừ đi 1/4. Chúng ta lấy 2/5 nhân với 4 thì sẽ bằng 8/20.
trừ cho 1 phần 4 nhân với 5 thì sẽ bằng 5 phần 20, và 8 trừ 5 thì còn 3, 3 phần 20. 11 phần 7 trừ cho 5 phần 8, chúng ta lấy 11 nhân với 8 thì bằng 88 phần 56. 5 phần 8 nhân với 7 thì bằng 35 phần 56. 88 trừ cho 35 thì sẽ bằng 53 phần 56. Bạn nào cùng đáp án như trên màn hình của thầy là đúng nhé. Bây giờ chúng ta sẽ đến với bài tập tiếp theo. Có hai vòi nước cùng chảy vào một bể. Vòi thứ nhất chảy được 1 phần 2 bể, vòi thứ hai chảy được 2 phần 5 bể. Hỏi cả hai vòi chảy được bao nhiêu phần bể nước? Như vậy thì bài toán đã cho chúng ta biết đó là có hai vòi nước chảy vào một bể. Vòi thứ nhất thì chảy, đúng rồi, 1 phần 2. Vòi thứ hai thì chảy 2 phần 5. Vậy thì muốn biết cả hai vòi chảy được bao nhiêu thì chúng ta sẽ làm như thế nào? Chúng ta sẽ làm một tính cộng, đúng không? Như vậy, hai vòi chảy được số phần bể nước là chúng ta sẽ lấy 1 phần 2 cộng với 2 phần 5. Thì chúng ta thấy hai phần số này nó khác mẫu số thì chúng ta phải quy đồng. 1 phần 2 nhân với 5 thì sẽ bằng là 5 phần 10. 2 phần 5 nhân với 2 thì sẽ bằng 4 phần 10, cộng lại thì sẽ bằng 9 phần 10 bể. Như vậy đáp số sẽ là bằng 9 phần 10 bể. Như vậy là thầy đã hướng dẫn cho chúng ta thực hiện một số động ở trong bài cộng hai phần số khác mẫu số. Thì thứ nhất, bạn nào thấy hay thì like và đăng ký kênh cũng như chia sẻ video để ủng hộ giáo những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các em trong những video sau.